Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt chúng ta đây là giao lộ Hải Thượng Lãn Ông với lại Châu Văn Liêm, cũng như là con đường Phụng Tử với Tổng Đốc Phương ngày xưa. Và hướng này là hướng đi về quận 6 theo con đường Hải Thượng Lãn Ông. Và trưa nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi một vòng chợ lớn rồi mình sẽ đi về hướng quận 6 ha. Hôm nay thì em có việc ở đây và đi về quận 6. Bây giờ mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo. Đây là con đường Hải Thượng Lãn Ông chuyên bán đồ trang trí theo mùa. Mỗi bữa là Trung Thu rồi sắp tới là Halloween nữa này. Có thời gian cho qua lẹ ha. Halloween xong rồi tới Noel, bắt đầu người ta bán đồ Halloween quá trời nè. Bên phải nè, những trái bí rồi những cái mặt nạ rồi những cái cây kiếm rồi cái nón. Nhìn những hình ảnh này thì chúng ta thấy nôn nao một năm mới lại đến nữa rồi. Thời gian trôi qua nhanh rồi. Họ bán đủ thứ hết à, đủ loại luôn á. Ô bên kia đường nữa. Trời, không lẽ hoành trở lại đi một vòng chia sẻ bà con cô bác. Nó không đâu hoành trở lại đi ha. Qua bên kia đường xem thế nào. Giờ này là cũng hơn 12 giờ trưa. Ở đây gần với chợ Kim Biên. Bên phải có trường Trần Đổi Cơ, ngôi trường rất là xưa ở chợ lớn. Đây chúng ta quẹo vòng lại. Đó mình có thể thấy các gian hàng trên mặt tiền đường Hải Thượng Lãn Ông lúc nào cũng thay đổi sắc màu bởi những cái gian hàng bán đủ loại. Mùa này là mùa Halloween nên ta thấy những cái đồ chơi trang trí Halloween, mặc dù cái lễ Halloween không phải là đến từ châu Á, nhưng mà do thời buổi bây giờ thì người ta cũng hội nhập, nước nào cũng có ha, hưởng ứng cho vui. Chợ lớn thì có rất là nhiều quán ngon, đặc biệt là các nhà hàng có những đặc sản rất là ngon ha. Nhưng mà đa số là các quán địa phương thì những quán truyền thống thì nó bền vững, nó lâu dài. Còn các nhà hàng thì có thể thay đổi, hôm nay còn, mai di dời. Và tới đây là chỗ bán đồ nhân vật phẩm nè. Wow, thì nắng lên vậy đó. Sáng giờ trời cũng không có nắng lắm. Giờ đang mát, bỗng nhiên bừng nắng lên. Trời ơi, nắng chói chang luôn. Ở đây chúng ta quẹo qua khu chợ phía sau bưu điện, bán đồ vật tư. Ở phía sau là con đường Trịnh Hoài Đức. Đây là con đường mang tên Nguyễn Thi. Đi thẳng hướng ra Võ Văn Kiệt cũng như là bến Lê Quang Liêm ngày xưa. Đây là con đường Trịnh Hoài Đức nè. Con đường này đi ngang chỗ đèn 5 ngọn, chợ lớn. Ở trên con đường Phùng Hưng thì có hai cái trụ đèn 5 ngọn, nhưng mà trụ đèn này mới đúng là trụ đèn 5 ngọn đầu tiên theo lời chia sẻ của cô chú anh chị. Trụ đèn kia nằm gần với chợ Thủ Đô đó ha. Ở đây bán quá trời đồ. Hôm nay mình đi vòng vòng chợ lớn chơi, tham quan các gian hàng rồi những con đường ở chợ lớn. Ngay đây là khu cầu Băng Ki nè, cầu Ba Cẳng nè. Đi tới xíu là cầu Ba Cẳng ngày xưa, đặt hàng bàn. Bây giờ mình sẽ chạy ra con đường Phan Văn Khỏe để đi thẳng về quận 6. Ngay đây là cầu Ba Cẳng ngày xưa. Nếu chúng ta hình dung cái hình ảnh cũ thì cầu Ba Cẳng, còn bây giờ thì nhìn không ra rồi ha. Do là chỗ này nó cũng đã thay đổi. Cái bến sông ngày xưa với những ghe thuyền neo đậu thì bây giờ nó thành cái nhà luôn rồi. Những chiếc thuyền ngày xưa bây giờ đổi thành cái vị trí của những ngôi nhà. Có những hình ảnh tư liệu. Đây là con đường Phan Văn Khỏe. Bên trái là số nhà đầu tiên, số 1. Bên phải là số chẵn. Những dãy nhà bên trái này chắc có lẽ là trong tương lai là sẽ thay đổi rồi. Do là cái dự án tái tạo lại dòng kênh hàng bàn sắp triển khai tới đây. Ở trên đoạn kia thì đã có một đoạn người ta đã thay đổi rồi ha. Một đoạn sông đã được làm lại rất là đẹp. Cuối đường Phan Văn Khỏe này là đường Lò Gớm, dọc theo dòng kênh Lò Gớm. Chúng ta thấy ngay đây là giao lộ đường Ngô Nhân Tịnh. Phía trước ngày xưa có cầu Ngô Nhân Tịnh, bây giờ thì không còn. Mình tới đây thì chúng ta thấy có một bóng cây mát mẻ. Tới đây tự nhiên cái làm biến đi luôn. Nhưng mà lỡ hẹn rồi, không đi thì kỳ. Định nhờ các anh giao nhận đi, nhưng mà thôi sẵn đi để chia sẻ bà con cô bác hình ảnh ở chợ lớn. Đây giao lộ Ngô Nhân Tịnh, bên phải là chung cư. Bên trái là dòng kênh hàng bàn đã được khôi phục. Dọc theo dòng kênh thì có hai con đường Phan Văn Khỏe và Bãi Sậy. Mình đang đi đây là Phan Văn Khỏe, đi ngang chợ Kim Biên, rồi tới xíu là khu chợ Bình Tây. Khu chợ tấp nập không? Người nước ngoài cũng đi dạo vòng vòng ở đây cũng rất là nhiều ha. Như bên phải nè, thấy có cặp người nước ngoài đi mua sắm, đi tham quan thay vì đi chợ Bến Thành. Ở đây cũng là một trong những địa điểm hấp dẫn ở Sài Gòn, bởi rất nhiều món đồ giá rẻ. Giống như mình đi tới Singapore thì có những cái khu chợ trưng, khu chợ đặc trưng. Người ta hay đi Singapore là đi qua bên Mutafa để mua đồ giá rẻ rồi đó ha. Ở đây là bên hông chợ Bình Tây nè. Đây là con đường mang tên Trần Bình. Quẹo trái là tiếp tục Phan Văn Khỏe. ở đây người ta bán bánh kẹo rồi đồ gia dụng rất là nhiều ha, ly nhựa, hộp nhựa đồ đó, muối, đường, đậu, gạo, dầu ăn, đồ cúng quá trời. Nhưng mà dãy nhà này cũng cùng số phận. Mặc dù trưa nắng nhưng mà chúng ta thấy các gian hàng người ta vẫn bán, và các anh giao nhận cũng tấp nập xe cộ đi giao hàng. Bánh tráng trộn, muối ớt, ly bình thủy tinh, quá trời luôn đó. Con đường này khi mà trời mưa nó sẽ xịt lầy do phía sau chợ. Đây mình đi vòng ra đây, qua đây là con đường mang tên Lê Tấn Kế. Con đường này thì năm TV cũng ít đi, lâu lâu thì con đường Lê Tấn Kế này thì khi đi mà không để ý tên đường là gì luôn á, do nó có một đoạn ngắn từ Phan Văn Khỏe đi tới Tháp 10 thôi. Con đường Tháp 10 phía trước mặt tiền của chợ Bình Tây. Buổi trưa người ta bán đồ ăn trưa rồi bán bánh phục vụ cho các gian hàng, những người bán các gian hàng đây. Người ta lu bu không có thời gian ăn uống, những gánh hàng rong đi phục vụ. Đây chúng ta quẹo, đây là Tháp 10, sẵn đi một vòng chợ Bình Tây luôn. Tháp 10 rồi qua bên kia, bây giờ đi bốn mặt luôn, chạy một vòng tròn chợ Bình Tây. Chợ Bình Tây là một trong những ngôi chợ cổ ở Chợ Lớn này. Cái này cũng ly nước sâm đi nha, bán một chai sâm đi chị. Có ly mang đi được không? Cái nhựa ly 10.000 đi to. Ly 10.000 đi. Mời chị uống nước sâm nha. Trưa hè nhìn ly nước sâm là thấy đã khác rồi ha. Ở đây một ly nước sâm chỉ có 10.000 thôi, nhưng mà biết mấy chỗ kia thì khác cái gì. Một ly ít hơn vẫn 10.000. Chắc là nấu để nước nhiều xíu ha, thêm miếng đường cho nó ngọt. Ở đây khu bán đồ khô nè, như là các loại bông cúc rồi đồ nấu nước sâm rồi đó, nấm mèo rồi nấm tuyết, táo tàu rồi đủ loại hết. bên trái là các gian hàng bán đồ chơi. Đây là con đường Trần Bình lúc nãy mình vừa đi qua đó. Ở đây thì chuyên bán sỉ, bán số lượng thôi. Khu gà thì bán lận bao chứ không phải bán bịch nhỏ lẻ ha. Mình mua lẻ thì là khó bán lắm. Mấy người mua đi bán lại, người ta ra đây người ta mua một lần một bao bự như vậy á, rồi về người ta phân ra những cái túi nhỏ đóng gói, đóng thương hiệu của mình vô rồi hút chân không rồi làm cho nó bắt mắt hơn. Còn ở đây thì nhìn thấy nguyên một cái bao bự như vậy rồi tự về mình tự phân. Đó, thấy anh chở hàng nè, anh chở một xe hết hồn không. Đó, chỉ có ở Việt Nam đây ha. Chợ nhiều quá, qua cái chỗ nhỏ anh không dám qua được luôn. Giờ này, do giờ này là giờ nghỉ trưa nên mình thấy cũng tương đối là vắng so với buổi sáng hoặc là buổi chiều. Ở Việt Nam thì người ta làm 4 tiếng buổi sáng, nghỉ trưa 1 tới 2 tiếng rồi làm 4 tiếng buổi chiều nữa. Có chỗ thì người ta làm tới 6-7 giờ. Do bán ngoài chợ mà hết khách thì nghỉ. Còn công sở, văn phòng thì đúng giờ hơn xíu. Và tới đây là đường Phan Văn Khỏe. Tiếp tục cái đoạn này thì đã giải tỏa gần hết rồi nè. Thấy những cái dãy nhà bên trái người ta tháo dỡ từ từ rồi. Ở đây có những xe hủ tiếu bên phải là bán buổi trưa, bán đồ ăn trưa xíu, bán phục vụ cho các tiểu thương ở đây. Đồ ăn, đồ mặn rồi đồ ngọt, đồ chè rồi. Tới đây là khu xóm tỏi ớt, tỏi hành phi rồi, củ hành củ tỏi nữa. Người ta lột ra người ta bán sỉ, củ gừng đâu đó. Củ gừng, củ nghệ, củ hành. Mình thấy Vinh Lam TV thấy củ hành tây là khi mà mình ngâm nước đá hoặc là mình tắt ra mình để ngăn đá ngăn lạnh đó. Ăn rất là ngon ha. Hoặc là để nguyên củ để vô ngăn lạnh, khi mà nó lạnh nó ăn như ăn trái táo thì nó không bị hăng mà ăn mát ngon. Có người thì không ăn được, như Nị thì ăn củ hành là không được nghe mùi hôi. Vinh Lam TV thì ăn được. Ở đây là giao lộ Cao Văn Lầu, như Phan Văn Khỏe đây. Tới đoạn này thì bên trái những dãy nhà này vẫn chưa. Ở đường này có đoạn thì giải tỏa, có đoạn thì chưa. Chắc là do chưa có hoàn thành cái thủ tục đền bù. Nhiều nhà quá mà số tiền rất là lớn. Hôm nay thì Vinh Lam TV đến tới cái đoạn ngay Bình Tiên, nên thật ra chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Một vài hình ảnh vòng vòng Chợ Lớn, đi con đường Phan Văn Khỏe chia sẻ anh chị những hình ảnh bán buôn cũng như cảnh sinh hoạt cũng như những khu xóm ở trên con đường Phan Văn Khỏe. Và đây sẽ là những hình ảnh tư liệu cho những năm tháng về sau khi mà ở đây đã thay đổi. Xem lại cũng vui vui ha, chút gì đó của hoài niệm. Một lần nữa cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, đồng hành cùng Vinh Lam TV. Ở trong đây xin kính chúc tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.